Mà ngang đây hiện tại là ổ gạo vịt là quá nhiều, đã tai nạn. Mà những phần nhiều là phụ nữ vì trẻ em. Mà mong rằng các cơ quan để vô để và làm việc đoạn đường đi để cho bà con để đi lại cho thuận tiện. Em vì nó không chỗ là hạn chế xảy ra là tai nạn. Một ngày tôi tưới hai bây giờ thứ nhất là bụi bụi vào nhà tôi, mà thứ hai nữa là người dân đi là bụi chiều không nổi.